Hello mọi người, ngày hôm nay nhớ đi khu du lịch Văn Thánh ở Bình Thạnh chơi đó. Thì vào đây ha. Đó, nhà cũng muốn ghi nhận lại những đổi thay của khu du lịch Văn Thánh á, cho vị xem nha. Ồ, ở đây nó có hoa đẹp quá nữa vị. Đó, hoa ở đây. Wow, hoa khá là đẹp luôn ha. Đó, họ treo lên như vậy đó vị. Treo lên những cái bông hoa màu tím tím nha. Rồi ở đây người ta có một cái nhóm ở bên Malaysia đó vị, qua Việt Nam đó, rồi có công ty du lịch ha, tổ chức cho họ cái gọi là cái team building á, đó họ đang chơi đó vị, đó vị xem quá vui ha, nó có một cái thảm cỏ. Trong đây cũng khá lý thú đó vị, để chơi những cái trò chơi team building nha. Phía trong đây họ có những cái nhà chòi đó vị, để mà họ hay bán những cái đồ ẩm thực ở phía bên đây á. Đó, ngày hôm nay thì không có ha. Đó, hôm nay đầu tuần, có lẽ cuối tuần hoặc là trong những dịp lễ hội đó vị sẽ có. Đó vị thấy không? Loại hình dân gian ha. Đây vào đây họ rất là thích. Đó, họ có để nè. Ba rọi quay, bánh hỏi. Đó, bánh hỏi rồi bánh gì nữa đây? Có nhiều loại bánh khác nhau đó quý vị. Nó còn phía trong đây thì nó có những cái hàng cây dừa ha. Ở Sài Gòn mà có cây dừa để nhìn ngắm nữa, tưởng đâu ở Bến Tre không. Đó, cũng thấy thú vị ha quý vị. Đó, rồi sân ở trong đây nè. Khá là hay ha. Cảnh Sài Gòn. Sài Gòn những đổi thay ha quý vị. Đó, đây là phía ở phía sau của Văn Thánh. Đó, cảnh dân dã trong Văn Thánh nữa vị. Đẹp ha. Đó, rồi bên đây có cái hồ bơi nữa vị. Nó khá là đẹp ha. Hồ bơi. Five minutes gone.
Đó, họ đang tập chơi cái trò team building ha. Ồ, trong đây có những cái thùng rác dễ thương nữa quý vị. Đó là cái chậu á, nó để đựng rác nha. Dễ thương quá. Rồi, đây là bông hoa nữa nè. Đó, quý vị thấy đẹp không? Ồ, có bông hoa nở tươi ha. Có bông hoa héo rồi đó. Nhưng mà nhìn chung rất là đẹp luôn. Đó, họ cũng có những cái khu đường đi rợp bóng dừa nữa vậy đó. Tưởng là ở miền Tây sông nước không ha. Khá là đẹp. Còn đây là một cái team chơi game nữa vậy. Đó, họ bỏ đưa trái banh vào trong cái lưới nè. Thank you.
Ladies and gentlemen, two minutes more, okay? And you try to hide your idea. You hide your idea. You don't want the other team to see that. So great, congratulations. Okay. Hurry, hurry. Get the ball. Remember to receive the Eden. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.